Dũng Ngân Technical xin chào các bạn nhé. Tiếp tục chúng ta đi sửa micro tháng 6 này. Mình sẽ chạy micro liên tục, chạy đến hết micro tháng 6 thì chúng ta chuyển về bằng cuối tháng 6 nhé. Thiết bị âm thanh tháng 6, những cái thiết bị phức tạp sẽ làm theo thứ tự, còn micro sẽ được ưu tiên chạy trước. Bởi vì micro cái thứ nhất là sửa là nhanh, cái thứ hai là quá nhiều khách micro. Ví dụ như là cứ một khách băng cối thì có 10 khách micro, cho nên là mình sẽ sửa micro một loạt luôn. Nào thôi, để đỡ mất thời gian video, mình sẽ đi mình bóc hàng xong rồi chúng ta không phải mình tua nhanh rồi bóc hàng nhé, bởi vì hàng gửi tỉnh thì mình sẽ phải quay video bóc. Mình sẽ tua nhanh đoạn bóc hàng này, ok các bạn. Đấy, các bạn đây, trong quá trình vận chuyển khả năng cao là bị quăng quật và nó vỡ mất cái nhựa đáy này. Đó, vỡ này. Đó. Bây giờ bạn ấy để lại thông tin này, chúng ta kiểm tra nhé. Vỡ mất rồi. Bạn ấy gửi một tay, chắc là tay kia tốt. Bạn ấy giữ lại tay. Bạn này đến từ tỉnh Đắk Lắk nhá. Đắk Lắk các bạn này. Đắk Lắk. Tình trạng micro bị lỗi chập chờn khi hát. Ai chà. Cái bệnh chập chờn này là bệnh rất là khoai, bởi vì là nó không biểu hiện bệnh khi chúng ta bắt đầu test máy. Chúng ta phải ngâm, mà có khi là đôi khi ngâm nó còn không ra bệnh cơ các bạn ạ. Cho nên là mình rất sợ những cái mic mà cái thiết bị mà là chập chờn, bởi vì mình không thể giải quyết ngay cho khách được. Ai giờ volume vặn to thế. 62 mV mA lên đi cưng. Đã lên 300,5, 305. Nào mình em có tháo ra vặn các biến trở trên bên trong lên bị mất tiếng một kênh. Kênh bên kia cũng có vặn nhưng vẫn còn kết nối được. Bó tay em. Mong anh hỗ trợ sửa chữa giúp em. Tôi đã cũng đã kiểm xem YouTube và xem TikTok và nút này cũng chế rồi này. Bạn này cũng nghịch ngợm, cũng ác phết nhỉ. Bộ micro này là bộ mi gì? CF Audio. Ôi mất cả vỡ cả đuôi này. Ôi giời, các bạn này còn lắp cả pin vào đây. Nào, pin còn pin không? Rồi vẫn còn. Âm thanh bạn đang volume đang để hết cỡ và mình đã vừa phải giảm này. Sóng con này được có một nửa, một hai vạch thôi các bạn này. Hơi tối một tí. Đèn làm việc của mình nó sáng cho nên là các bạn hơi khó nhìn đây này. Sóng này. Sóng kém quá. Ôi hết pin rồi, để mình thay vứt đôi pin này đi. Pin này là pin thường, không phải pin sạc nhá. Pin thường mà hết thì vứt đi. Trừ pin sạc này. Đấy. Mua đôi pin sạc này mình sửa micro cả năm nó cũng chả làm sao cả. Đây, sóng các bạn này lên được một nửa. Đó, một nửa này. Alo, 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 không có tiếng rồi. Nào mình lên âm thanh này. Hôm em bước trên xe hoa thiền. Alo. Alo. Không ra tiếng các bạn ơi. Kênh 149. Trên tay thì hiển thị kênh, còn đầu thu thì hiển thị tần số. Bó tay. Nào mình thử xem nào. Tần số kênh ở trên đây 149 và kênh 50. Là mình set sang bên này xem nào. Set IR ở đâu? Mắt IR ở đây. Mắt IR ở đây. Hy vọng bạn ấy đừng ngoáy vỡ trung tần nhé. IRN các bạn ơi. Rồi. CF Audio Moren MR 158. À đây, bắt được IR rồi đây. Nhưng mà vẫn IRN nhé.
Rồi, chiếc này là có hai vạch sóng. Alo. Alo. Rồi, mất tiếng toàn bộ. Xem nào, liệu có rắc mình nó lỏng không? Alo, không phải. Ôi rồi, đằng nào đầu thu của bạn cũng vỡ rồi, mình tháo ra mình xem, mình chế cho bạn luôn. Rồi, để mình tháo đầu thu nhé. Rồi các bạn ơi, mic mạch đỏ. Mạch đỏ và dùng tụ titanium. Nói chung là uy tín rồi, thiết kế kiểu VBS à. Xem là có phải chip xịn không hay là chip nhái thì mình trả bạn đi luôn. Rồi, tốt. Dùng E03SL. Chip xịn thì mới làm nhá. Còn hàng nhái thì chào bác em ngược luôn. Đây phải 203SL hay là 41 bao. Rồi, tốt rồi, IC xóa số. Anh tung của anh ấy lại xóa số rồi. Đây, bây giờ vỡ như này, bây giờ chế kiểu gì đây? Chế kiểu gì cho nó vào được, nó chắc lại các bạn này. Vỡ toác hết cả mặt rồi. Chắc phải làm một cái đai bắn cả, tháo cái này ra, bắn một vít đây, một vít đây, một vít đây, một vít đây, bắn thế thôi các bạn ạ. Rồi, cái đấy giải quyết sau đi. Bây giờ chúng ta xem quan tâm đến máy của bạn mute cả hai kênh và đúng rồi, không lên âm thanh cả hai kênh. Bạn bảo chỉnh cái VR, đây hai con VR này chỉnh này, trung tần này hy vọng bạn không chỉnh. Nào, chúng ta cứ kiểm tra xung ạ. Chúng ta kiểm tra xung nữa nhá. Nào, kể cả VR mình cho dầu đi. VR này. Rồi, bây giờ chúng ta đo xung nhá. Xem xung AF nó có trên máy không. Có xung AF thì nó mới ra được tiếng. Không có xung AF thì không là ra tiếng được các bạn ạ. Sóng thì nó yếu rồi, mình vào anten. Lấy đưa anten mình vào phát nào. Cho sóng nó khỏe lên để chúng ta làm việc cho nó ngon lành. Bởi vì nếu mà không anten xung nó kém thì chúng ta đo cũng khó. Hơn nhất là vào đi, để cho xung nó lên mạnh nhất có thể đi. Sóng phun rồi, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đo xung bên này nhá, mic đang set bên này. Nào, chúng ta lên với máy hiện sóng. Mình định lên với máy hiện sóng nhưng mà mình đầu tiên mình sẽ chỉ cho các bạn các điểm mình sẽ đo này. Ở đây nó có cái điểm ra, các cái điểm mà người ta đưa đến này. Đây là sóng RF vào này. Đưa từ trên này xuống RF này. Thì cái này sóng khỏe hay yếu chúng ta đo ở đây này. Còn cái này là điểm AF là xung âm thanh ra với cả xung sóng mang ra đi ra này. Đó, còn chỗ này là cái điện áp bật tắt mic này. Đó. Mình sẽ đo tại hai điểm này nhé. Đầu tiên là RF này, xong rồi đến AF này để xem có xung ra. Xong AF này thì chúng ta sẽ đo một qua một tầng khuếch đại 4558 này và tiếp tục đến cái con tụ là đầu vào của thôi, mình đo luôn AF đây và mình nhảy ra đầu vào của công tắc truyền mạch này đi, coi như là đo qua mấy tầng khuếch đại này lên con thằng công tắc truyền mạch luôn nhé. Rồi, ok, nào chúng ta xem này. Khi chúng ta alo mic thì nó phải có tiếng, có xung, nếu mà không có xung thì coi như là mất hoàn toàn mic tín hiệu nhá. Ok, lên máy hiện sóng này. Nào. Đầu tiên là mình đo RF vào này, đương nhiên là nó có rồi. Nào, mình chỉnh sóng cho bạn ấy luôn đi. Sóng như này là cũng có vẻ hơi yếu rồi các bạn ạ. 200 mini nào. 10,7 mê chuẩn luôn nhá. Nào, mình chỉnh cái cuộn sóng cho bạn ấy để cho nó để xem nó có mạnh hơn tí nào không ạ. 273 này. Vậy là nhỏ đi nhá. To lên này, 300 này. 325 này. 331 này. Rồi, vậy là chúng ta sẽ dừng ở đây. Đây. Lên tận đỉnh của nó này. Đây gọi là lên đỉnh nhá các bạn ạ. 335. Nào, bây giờ chuyển sang AF này.
sóng áp 32,7m này. Ô, sóng áp là lỗi rồi. À, bây giờ mình sẽ ngoài trung tần nhé, cho lên áp nhé. Đây, trung tần của bạn đang có vấn đề này. Nói chung là khách hàng đã nghịch vào rồi thì chúng ta lại phải quay nó về vị trí ban đầu rồi. À, con ốc này, con COVID này không vừa rồi. Nên mình lấy con tu COVID phù hợp. Hôm nào bước trên hoa thuyền. Bao giờ nó lên được sóng trung tần rồi? Con này đang có mặt trung tần như sau đây. Nào mình đo tại đầu công tắc truyền mạch đi. À, không có gì luôn. Trung tâm giang không có thì chúng ta chuyển mạch làm sao có được. Ô, trung tâm mất hoàn toàn rồi. Bây giờ mình vẫn cắm vào cái điểm đo đấy, mình sẽ ngoáy vào hết cỡ này. Con này trung tâm của bạn thì có vấn đề rồi. Lên này. Ngoài trung tâm chả có tác dụng gì nữa. Hết cả da là vẫn nhiễu như này này, khả năng cao trung tâm thì bạn có vấn đề rồi. Đó, sóng RF vào này rất là đẹp luôn này. Đó, vậy là sóng các bạn ấy, đây, nó rất là đẹp nhá. Nhưng mà sóng RF ra nó có vấn đề này, đây, đây không phải là sóng 32,7m nhá, 320. Rồi 32 kHz, vậy là trung tâm của bạn này có vấn đề chắc chắn luôn này. Xung này không phải xung xin nhá. Mình ngoáy loạn hết cả chơi trung tâm lên rồi. Rồi bây giờ mình xét tay sang bên kia. Xong rồi chúng ta tiếp tục đo bên đấy nhá, xem hai bên có khác gì nhau không. Rồi mình lại đo RF bên tay phải và AF bên tay phải nhá. Nào RF bên tay phải này. Đâu rồi, đây. Ai chà, mạnh hơn nhiều. 400. Đó các bạn thấy tay phải sóng khỏe hơn. Nào mình cứ chỉnh quận sóng xem nào. 407 này. Xem tăng lên hay giảm đi này. Giảm đi này. Tăng lên được nữa này. Đấy chỗ này đỉnh rồi. 440 mấy, lên được một tẹo nhá. Nào bây giờ đo AF là. Bên này cái điểm AF muốn để đâu đây? Ở bên này không có điểm đo AF các bạn ơi. Bó tay. Nào mình đo tại tủ xem nào. Tủ sơ đầm này. Sóng yếu quá. Không đo được. Sóng quá nhỏ. Nào để mình xem chính xác nó là đầu ra của. À mình đo đầu vào của IC khuếch đại. Trung tần đi qua một tầng khuếch đại đi. Đây qua một tầng khuếch đại đây. Xem nó sóng nó như nào. Đấy các bạn ơi. Chỉ cần mà cứ nhảy lung tung này. Đây là mình đo tại đầu ra của IC khuếch đại tầng đầu tiên này. Kém quá. Sung này sung gì, sóng hay sóng gì đây. Nào bây giờ mình chỉnh trung tần nhá, xem nào. Đây nó là chuỗi sung. À cái này kiểu như BBS rồi các bạn ạ. Alo, alo. Không thấy ý kiến gì. Nào ngoài trung tần thôi nào. Xem nó có thay đổi không. Nhỏ đi này. Vậy trung tần tốt này. Nhưng mà cái sóng này nó lại khác cái sóng của xua. Sóng này kiểu của BBS. Sóng lên ok rồi. Nhưng mà không có tiếng âm thanh. Alo. Không có âm thanh các bạn ạ. Nếu bạn thì có ngoáy ngoài cái chân Thạch Anh này không? Không thấy gì, không thấy ý kiến gì. Đây nó không phải là sung mỗi con trung tần nó lại thiết kế một loại sung khác nhau. Sung sóng mang đây các bạn ạ. RF vào rất tốt. Ở đây mình thấy là Thạch Anh 40 40m 40 12 233. Mình chưa lấy được cái xung 30,7m.
Nào mình xét sang bên kia xem có dạng xung như thế không nhá. Mic trái này. Mình đo cái dạng xung xem có giống bên kia không nhá. Qua một tầng khuếch đại này. Chân số 1 của IC. Không thấy gì cả. Coi như bên này mất cả xung luôn. Không có gì cả. Bên phải bên trái nó mất toàn bộ xung luôn. Không thấy gì cả. Bên trái mất toàn bộ xung. Bỏ tay. Qua một tầng khuếch đại còn không khuếch đại được này. Thôi cái này mình sẽ đi sửa từng vế một. Bây giờ vế bên phải nó đang có cái xung, ít nhất là có xung. Có nghĩa là mạch có khuếch đại thì mình sẽ làm mạch bên phải trước nhá. Sau rồi chúng ta đi vào mạch bên trái. Ok. Và bây giờ là mình sẽ xoay quanh chỗ trung tần này làm sao mà để nó ra được cái tần số chúng ta yêu cầu các bạn nhé. Tần số bao gồm sóng mang nó đi ra đây và nó phải sóng mang cùng sóng âm thanh ra khi mình alo mic, nó phải cái xung đấy nó phải rung rinh các bạn nhé. Ok, đây mình kiểm tra xem hỏng ở đâu. Nói chung là đối với cái máy này thì tụ tantalum và những cái con linh kiện này thì mình thấy nó rất là chất lượng, nhưng không hiểu sao mà nó lại hư hỏng nặng thế. Bây giờ là muốn hoạt động và cho nó ăn no, mình đi mình kiểm tra toàn bộ phần điện áp của nó. Nếu mà có vấn đề thì mình sẽ quay video nhé. Ok các bạn. Các bạn ơi, mình đang đo ở RF để kiểm tra xem đầu vào RF có âm thanh chưa. Thì bây giờ là cái bộ mic này mà mình cứ cầm ở đây này, là coi RF tịt hẳn luôn các bạn ạ. Đây, mình quay lên máy hiện sóng cho các bạn xem nhé. Sóng nó thế này. Đó. Và cái chập chờn và mình alo là không rung nhá. Có nghĩa là lơ mơ cái coi của bạn này có vấn đề nữa cơ. Mic không ra tiếng. Mà không hiểu sao bạn này càng nói chuyện với khách hàng với vấn đề là chuyển một tay là nó khổ. Thật sự là mình không thích sửa bộ mic mà này. Ôi trời. Mày bó tay làm gì có coi đâu mà gì có coi đâu mà ra âm thanh. Ôi đến nậy bạn ấy thật này. Chuyển mic thế này đòi sửa kiểu gì. Đùa mình. Thật sự sửa không hiểu sao mà muốn giữ một tay lại làm cái gì. Sao mọi tay lại không có coi này nữa. Có phải mình lúc nào mình có bộ mic giống như này để mình set chúng nó với nhau đâu. Mình có phải là bên bán hàng đâu mà suốt ngày có mic để ghép chúng nó với nhau. Mà toàn những cái mic đặc biệt này lấy đâu ra. Thật sự là thất vọng với khách hàng. Không hiểu sao một bộ mic nó có hai cái tay mic mà chẳng nhẽ lại gửi một tay cho nó nhẹ cân để bớt tiền vận chuyển à? Bởi ví dụ mà cái tay này nó hỏng thì làm sao nó phát sóng để mà nó ấy được. Bó tay khách. Biết. Mình quay bao lần video, mình nói bao nhiêu lần rồi mà cuối cùng. Khách hàng cứ kiểu như thế này. Thật sự không có hứng sửa các cái bộ như thế này. Coi này có đứt à. Có đứt luôn à. Toàn có đứt này. Lấy đâu coi à. Lại tháo bộ xua xịn ra để lấy coi à. Mà bạn thì giữ coi ở lại để làm gì không biết. Giữ cái coi ở nhà để làm cái gì. Nhổ có coi vứt mỗi cái này không. Bó tay.
Mình bỏ sau lẫy mình alo mãi không lên sung. Này mà em chỉ chỉnh mấy cái chiếc áp thôi. Để em phá mic chứ không phải em chỉnh. Xem TikTok quá 180 phút đây. Nào xem nào. Xem có tiếng không. Bảo sao mình alo nó không rung, sung siếc nó không rung. Alo. Alo. Rồi xong. Ở đây, mất nguồn. Con này ăn pin à? Chân pin gì à? Hình như chân pin hơi gì các bạn ạ. Thi thoảng sắp nguồn. Một vạch pin. Alo. Alo, 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 alo. Tay mic cũng hỏng rồi. Có ra tiếng đâu. Ôi cái này thì mình trao đổi với khách thì mình sửa những cái bộ như này mình không sửa các bạn nhé. Kiểu như thế này. Tự ái rồi đấy. Ôi chúng ta sang bộ khác đi. Ôi các bạn ơi, chúng ta sang một bộ khác đi. Bộ này khá là nặng, không biết có phải là mic không, nặng lắm các bạn ạ. Nếu mà là thiết bị như mọi khi, nếu mà thiết bị phức tạp không phải mic thì mình sẽ lui lại nhá. Mình chỉ sửa mic thôi. Đang sửa mic là không sửa các thiết bị khác. Cái này bóc kiểu gì đây ta? Thiếu gì cách tràn đâu mà tại sao lại phải dán kiểu này đâu. À, cái này ở Vĩnh Phúc các bạn nhé. Ô, bác ghi mỗi địa chỉ mà chả ghi thông tin lỗi như này thì sửa cái gì. Rồi mình nhắn tin cho khách hàng mình ghi rõ một số cái yêu cầu rồi mà vẫn cứ gửi không. Hôm nay là cái ngày gì hay sao. Con này đúng UG9 này. Bộ này thì thiết kế rất là đẹp, rất là chắc chắn, khỏe khoắn. Không biết lỗi gì đây. Nguồn 12V, 500mm. Nào vào luôn anten đi xem. Bộ này nếu mà phải ngâm thì chịu nhá. Mình không, nếu mà ngâm thì phải viết là bộ mic phải ngâm. Còn nếu mà không thấy viết gì thì thôi, mình không ngâm đâu. Không có thời gian mà đi ngâm đâu. Còn nếu mà nó lỗi theo cái kiểu mà phải ngâm mic thì lúc đấy mình mới ngâm. Phải có thông tin là mic này phải ngâm thì nó mới ra bệnh thì lúc đấy mình mới ngâm. Còn gửi không như này thì không có thời gian mình đi ngâm mic đâu. Mình còn bao nhiêu việc nó không à. Nếu mà bạn ghi lại thông tin là mic lỗi phải ngâm máy 15-20 phút thì lúc đấy nó mới bị sinh ra lỗi chẳng hạn. Ở đấy, anten của bạn thì không cắm, cắm anten mình. Không sao. Anten nào chả được. À còn nguồn nữa. Nào thế thì mình phải vào nguồn của bạn ấy. Biết đâu nguồn nó lỗi, nó sinh ra u sao. Xôi nền. Nguồn auto. À nguồn 2.2. Cắm qua đèn. Đã lên. Tay mic UG9 này. À ra vì xanh à. Vì xanh này không bền. Vì đỏ mới bền nữa. Mic này cổ lắm rồi. Đây đi cưng. 103. Sóng full. Sóng full lại ra tiếng đầy đủ. Phun ra tiếng đầy đủ thì biết kiểm tra gì luôn này. Kênh 22 sóng phun ô vô ngon rồi này. Bây giờ mà lên tiếng đầy đủ thì lại quay đầu rồi, bạn có ghi lỗi đâu. Thôi lại phải gọi điện, lại phải gọi điện hỏi xem lỗi gì đây.
Ai giờ con chia đam này có vấn đề rồi. Alo. Alo, hai bên đều RF ngon lành luôn. Alo, alo. Alo, alo, alo. Alo. Alo, 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 alo. Đấy, thì bây giờ ra tiếng đầy đủ này thì biết lỗi gì mà sửa. Bạn thì vứt toàn mic lát vào trong máy để sửa, còn một bạn thì chả ghi cái thông tin lỗi gì, thế là bỏ tay. À, nhưng mà mình bật vừa rồi, bật công tắc truyền mạch của cái rác kia mà nó bục bục sột sột này, là con này tụ có vấn đề rồi. Tụ xuất âm bị dò điện nha các bạn nha. Thôi để mình điện thoại cho bạn đi. Ơi ôi khách hàng ơi là khách hàng. Rồi các bạn ơi, mình vừa gọi điện cho bạn ấy. Thì bạn ấy bảo một loa thì bộ mic này hiện trạng thì nó không có gì là phức tạp, mà nó giống đúng như cả xua. Có nghĩa là một vế tiếng to, vế tiếng nhỏ thì chúng ta vừa thử bên này to hơn bên này rồi. Ok, cái đấy chúng ta đã biết. Còn một bệnh nữa là bệnh sôi nền khi mà bật nguồn lên. Nào bây giờ mình bật ra nhá, bật lên này. Tắt mic là sôi nền. Đó, là có tiếng sôi nền, xì xì đấy, mỗi thế thôi. Vậy này bộ này bệnh sửa đơn giản rồi. Nào mình đi, mình tháo đầu thu chúng ta sửa nhá. Thay hết tụ là hết bệnh các bạn nhá. Đấy, tiếng bục bục như thế là tiếng tụ xuất âm bị tụ xuất âm bị lỗi, sinh ra u ra loa nhá, sôi lên ra loa nhá. Tiếng sôi này là tiếng sôi của tụ lọc mắt ảo nó hỏng các bạn nhá. Rồi, ok mình tháo máy. Rồi, cái này chuyển mic kia. Lấy khay khác. Nào mình tháo máy nhá. Rồi các bạn ơi, đúng như mình bảo là ruột gan nó là UX9 á. Và bây giờ tất cả con thụ nhôm này mình thay hết là nó ra bệnh, là hết bệnh nhá các bạn nhá. Con này IC đứng là con này đẳng cấp rồi. Tuyệt vời rồi. Thiết kế chassis nặng trịch luôn. Tức là cái chassis là nó phải dày gấp đôi chassis của các bộ mic thông thường. Bây giờ mình đi mình thay hết cái tụ nhôm này là nó hết lỗi nhá. Vừa hết cả lệch tiếng và vừa hết luôn cả sôi nền các bạn nhá. Đấy, bệnh nó có thế thôi. Ok. Nào các bạn ơi, mình tua nhanh quá thì chỉ sợ một số bạn này chứ không chuyên luôn mic thì không biết này. Là tại sao, lý do tại sao mà mình thay tụ. Cho nên là bây giờ mình sẽ quay chi tiết tại sao mà mình thay tụ và lỗi tại sao mà nó bị sôi nền nhá. Khi mà một bộ mic xua UX8-9-10 mà tiếng nó bé thì các bạn quan tâm đến những con tụ xuất âm, là những con tụ như con tụ này này, là con tụ xuất âm từ khối IC này ra, tức là cái chân số 1 và chân số 7 của nó ra, và chân số 3, chân số 5 của nó, chân 2, chân 6 và đầu vào của con tụ thì nó là con tụ tiếp âm nhá. Còn con tụ lọc mắt ảo nó sẽ từ chân số 3, chân số 5 là những con tụ đấy. Ví dụ ở đây là chân số 2 nối đất này, thì con này mà thấp, điện áp thấp hơn. Đây là một nguồn của nó là 8V6, thì bạn chia đôi ra là 4V. Ví dụ đây là 4V3 đi, đúng không ạ? Thì nó thấp hơn 4V3 thì nó sẽ bị bé tiếng đi này. Đấy, 3V9 nha là không đạt này, thì hai tụ phải thay này. Nếu con này là con dập sạch cái âm thanh khi mà chúng ta tắt mic thì con này sẽ dập sạch âm thanh này. Như con này nó đang bị khô cho nên là bị tụ thấp này, con này phải thay này. Con này là tụ lọc mắt ảo của con IC ngoài này, nó thấp là nó sẽ sôi nền này. Tức là dưới nguồn một lửa nguồn là bị sôi nền nhá, hai con này nhá. Đó. Và tiếp theo là đây. Con tụ mà khi mình truyền mạch nó ục ra ngoài, có nghĩa là con này là con xuất âm từ trong IC cuối này ra cái cỡ rắc 6 ly này. Khi mà mình trong trạng thái bình thường, nếu mà tụ tốt thì đo bên này là có điện bằng IC nhá, bằng điện con lọc mắt ảo này. Đó, bằng IC nhá. Nhưng mà bên này không được phép có nguồn. Đây là con này là bị dò nhá, điện áp 3,3V ra ngoài. Con này là bị dò nhá, đây là điện áp từ bên chân dương này là dò sang chân âm này. Đó, về con này phải thay này. Ví dụ như những con tiếp âm mà các bạn đo, nếu mà đằng sau của nó không có khối nào, ví dụ như con này này, hãng đang cắm ngược này,
Đây, ví dụ con này nhá, đầu ở một bất kỳ một cái mạch khuếch đại nào mà khi kết nối với đằng sau, kết nối với bộ phận khác thì chân âm của tụ nó phải quay ra đằng sau đó. Nhưng mà đây là hãng đang cắm là chân dương của tụ quay ra đằng sau mà chân âm quay về trước, cái này là hơi bị ngược các bạn nhé. Các bạn thấy không, đo đằng này là nó chân dương thì nó là 0V, nhưng mà chân âm thì nó lại là dương 600 mV, có nghĩa là chân âm đang dương hơn là chân dương, đúng không ạ? Bây giờ con này là hãng là cắm ngược nhá. Đây là về thiết kế là bị sai con tụ này nhá. Nhưng mà mình sẽ thay bằng tụ không phân cực thì kể cả dương âm không quan trọng nữa. Đó, mình sẽ thay bằng con tụ không phân cực. Xem ở đây có con tụ nào dò đấy, 4V là không được nhá, không đạt này. 1V7, 1V8, 1V8, 3V4, 3V2 hơi thiếu. Con này là 1V3 là thiếu của nó là 1V8. Đó, bị thiếu, tức là tụ con này bị khô quá nhiều các bạn nhé. Đấy là những cái nguyên nhân mà tại sao là mình bảo thay toàn bộ tụ. Bởi vì khi mà có một hai con mà nó hỏng là mình sẽ thay toàn bộ, để cho những con tụ nào mà nó liên quan đến âm thanh sôi nền và có thể dẫn đến mute tè thì mình thay hết, thì là mình thay tất cả những cái con tụ trong này. Đây là ba con tụ 8V là lọc nguồn 8V này. Đó, mình sẽ không thay, bởi vì con này kể cả nó có 4,7 mi mà nó có khô xuống còn có 0,5 mi thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều, không ảnh hưởng đến mạch. Nhưng mà những cái con mà lọc nguồn mắt ảo này là những con hết sức quan trọng. Xem nào, ở cái bộ mic này thì hãng đang dùng con này là 4,7 và con này cũng 4,7, thì là bộ này là rất là cân xứng. Nhưng mà một số cái bộ là bên này dùng 22 mi, và mình sẽ thay cho cái bộ này, hai con này là 22 mi này, hai con này 22 mi này, và còn có hai con này sẽ là vẫn là 4,7 này, xung quanh con 571 này sẽ là 4,7 này, tất cả xung quanh này. Còn những con tụ xuất âm này sẽ thay 10 mi này. Đây, con này lọc mắt ảo của con này cũng là 4,7 này. Còn đâu là toàn bộ tụ 10 mi, tiếp âm là tụ 10 mi hết các bạn nhé. Rồi, đây là như mình thay. Bởi vì là không phải là bạn nào cũng xem video trước của mình, cho nên là có thể là bạn đây là khách mới, bạn mới vào xem thì bạn ấy không hiểu lý do vì sao mình thay tụ. Cho nên là đấy, mình vừa trao đổi là những con này đáng nhẽ nó phải bằng lửa nguồn này, ví dụ 4,256 này thì còn chấp nhận được này. Các bạn lấy 8,5V các bạn chia đôi ra, tức là 4,25V, đúng không ạ, là đẹp. Nhưng mà con này này, đây là con này đang thiếu này, thì cho nên là con này phải thay đó. Cho nên là, nhưng mà trong cái đống này nói chung là vì khách hàng, để cho tương lai khách hàng dùng nó không bị, ví dụ mình thay con này xong khách hàng dùng một thời gian con này nó hỏng, khách hàng lại phải mang đi để sửa. Chính vì thế cho nên là đã thay mình thay hết, mà mình thay bằng tụ gốm thì nó rất là bền. Đây, tất cả các con tụ gốm này này, đây là con tụ gốm này, nó rất là bền, nó không bao giờ bị khô hay là bị, trừ khi nó chỉ chập thôi. Nhưng mà chập ở trạng thái là nó lọc nguồn và cái điện áp của nó phải chịu đựng phải cao hơn. Cho nên là những cái con này tại sao mình thay 4,7 mi là bởi vì nó mình có 4,7 mi 50V đó, nó rất là cao. Còn những cái tụ tiếp âm này thì không cần điện áp cao, kể cả 6V 3 cũng được. Cho nên là con tụ tiếp âm này mình sẽ thay bằng những con tụ 10 mi, 25V hay 16V thôi. Còn con tụ 22 mi này sẽ thay bằng 25V, còn riêng con tụ 4,7 mình sẽ thay bằng 50V đó, thì để cho nó đảm bảo chịu được điện áp cao, nó không bị chập các bạn nhé. Rồi, ok, bây giờ mình đi mình thay toàn bộ số tụ này là chúng ta hết bệnh tiếng bé, hết bệnh sôi nền, máy sẽ hoạt động, tiếng nó sẽ hay hơn rất nhiều. Và tiện thể đây thì như bất kỳ ai mang mic đến thì mình sẽ kiểm tra sóng, và mình sẽ kiểm tra, mình chỉnh cái cuộn sóng này cho khách, cho nó sóng lên tối đa này, chỉnh trung tần một thời gian, trung tần mic trôi mình sẽ chỉnh trung tần để cho trung tần nó về cái được xung cao nhất này. Đó, ok, bây giờ mình đi mình thay tụ trước nhé. Rồi các bạn ơi, mình thay tổng cộng 26 con tụ, trong đó là 13 con tụ 10 mi, 13 con tụ 10 mi, 4 con 22 mi, và 19 con 4,7 mi. Đây, tất cả những cái con tụ to to này là mình thay toàn bộ. Và tụ này là tụ gốm không phân cực, cho nên là không cần lo quan tâm đến điện áp ngược xuôi.
chúng ta chỉ cần quan tâm này là nó chạy tốt là được. Nào bây giờ chúng ta đo lại một lần nữa cái điện áp sau khi thay tủ nhá, xác định xem nó có con nào nó giò nó chập thì chúng ta lại thay lốt. Nào mở góc rộng nha. Nào lúc nãy con này là bao nhiêu vôn nào, 4V 20 đó đạt nhá. Tiếp này con này này 4V đạt nhá. Con này lúc nãy 3V 9 bây giờ lên 4V 24 rồi nhá. Nào con này lúc nãy 4V 27 nhá, đạt nhá. Con này bị giò lúc nãy xem bây giờ còn giò không này, 4V 27 này, đầu này là 100mm nhá, đó, đây là 0V này, đầu này 0V này, đó, lúc nãy có con tụ giò cho nên là đây có 0,6V này, đó, 4V 2 và đằng này phải không được điện áp này, 4V 2 đằng này là liên quan đến cái chiết áp này, cái này không được phép có điện áp này, đó. 3V 4 bây giờ lên đến 3V 3 lúc nãy được có 3V nhá. Đằng này không được có điện áp này, đằng này 0V, đằng này 1V 8 này. Con này 1V 8 này, đó. Đó 0,9 hay là 0,7 đây. 0,7. 0,63. 1V 8. 1V 8. 1V 8. 3V 4. Đó các bạn, tất cả những con này đây con mắt ảo ở ngoài này 4V 3 này. Rồi, ok, chân bên này của nó phải không có điện rồi. Vậy là ok rồi nhá. Bây giờ chúng ta thử vào nguồn vào âm thanh xem nó có sôi lên không nhá. Một phát hết sôi lên hết tiếng bé luôn đấy các bạn ạ. Lơ mơ tiếng con to vỡ rơi lên đấy. Để mình cho volume xuống cho nó an toàn đã. Mình chưa cần tay mic vội. Nào mình bật âm thanh lên này. Nào lên volume xem nó sôi nền này. Hết sôi nền luôn đi các bạn nhé. Đã hết sôi nền. Nào bây giờ chúng ta vào mic xem là tiếng nó hay to hơn không nào. Hay bằng 10mm nó phải to hơn 4,7 đấy. Lênh đênh. Alo. Homo signo ticano nào. Để nghe nó nào. Lòng rắc không nào. Nó đang không có tiếng ra các bạn đây. Xem có đúng rắc không. Từ từ. Xem có đúng rắc tiếng không. À, đúng rồi rắc tiếng. À sorry các bạn. Vì thay tụ lâu quá cho nên mình rút âm đi ra. Rồi rồi. Để mình tắt mic đi xem sôi nền được nhá. Tắt mic đi. Nào lên âm thanh. Sôi nền không. Sôi hộ thơ cái. Bạn hết cỡ volume luôn. Không có tiếng rủ xì gì. Nào bây giờ quan trọng là lên tiếng nó có lên hay không thì biết đâu là lòng rắc. Alo. Lên tiếng đi em. Đấy thấy chưa. Lòng rắc rồi. Alo. Vậy là không lên tiếng các bạn nhá. Sót một cái gì đó. Bâng khuâng giữa khung trời. Chiều lấy sao trên trời. Bên này đang không có tiếng này. Đã sót một con tụ nào đó chưa lắp à. Đây có tiếng rồi này. Rồi để mình xét tay xem bên này. Không ai ai bên này lên tiếng này. Alo. Tiếng to rõ bên này. Alo. 567 890. Các bạn thấy tiếng nó to hơn hẳn không? To vỡ rời luôn. Nào bên này khả năng mình sẽ sót một mối hàn chẳng hạn. Hay là như nào nhỉ? Đây hình như mối hàn này phải. Để nguyên như này nhá. Mình vẫn cứ quay video xem đúng mối hàn này không. Bâng khuâng đi giữa khung trời. Sát mic về bên này. Chợt nghe. Alo. Đúng mối hàn đấy luôn. Alo. 567 8910. Đó rồi. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Mic bên này nó vẫn to hơn mic bên này các bạn ạ. Alo. 567. Tiếng này phải đo to gấp 3 lần tiếng lúc ban đầu ấy.
Alo, làm là sao vậy? Nhưng bên này to quá. Bên này to hơn bình thường. Mình xem hai cái chiếc app là nó có giống nhau không. À, một cái là 1 giờ. Cái bên này vặn nhìn hơn một chút này. Mình cho nó về giữa cho giống bên kia đi này. Cho nó giống bên kia đi. Ưu tiên trên app là ở giữa các bạn nhé. Không gọi là VR chỉnh ở giữa. Đừng cho chỉnh to quá nó vỡ tiếng cút sung, vỡ tiếng không tốt. Con này là con vi chỉnh nhá, để chỉnh cho hai vế nó cân nhau thôi chứ không phải là con để chỉ điều chỉnh to tiếng. Alo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nào mình set cái tay sang bên này luôn này, để mình lấy một tay để mình set âm thanh hai vế xem nó có cân nhau không. Alo, alo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là ngoài trung tần thế nào, biết đâu trung tần nó trôi đi, nó lệch tiếng bé thì sao. Nói chung là mic này nó không khác gì xua cho nên là tiếng mic nó chất lắm. Alo, alo, alo. Đấy nó to hẳn lên này. Alo, 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 alo. Vỡ rồi luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, alo. Vậy là hai vế cân nhau rồi này. Con này bị trôi trung tần. À, mình chỉnh nốt trung tần bên này xem có bị trôi không nào. Alo, to thế. Alo, alo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Rồi, vậy là trung tần chỉnh ngon rồi. À, bây giờ mình bật một lúc hai tay xem nào. Đây, tắt tay mic rồi, không sôi tiếng nữa nhé các bạn nhé. Không sôi nền nữa. À, khi mà chúng ta thay toàn bộ tụ là nó hết sôi nền, hết bé tiếng. Tiếng nó bị bé cũng do tụ mà tiếng sôi nền cũng là do tụ nhá. Các bạn cứ bắt chiếc mình đi. Không lo cái kiểu TikTok 180 phút đâu. Alo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nào, lên tay này nữa này, hai tay. Alo, cho nó máu này. Alo, lên đi cưng. Alo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Bây mình chập coi này, xem nó có bị hút mic không nhá. Alo, 5, 6, 7. Vậy là rất là ok rồi. Đó. Máy của bạn này đã được sửa xong. Bệnh nó có thế thôi. Không có gì là quá phức tạp các bạn nhá. À, để xác định được nó có nguyên nhân phải do tụ không thì các bạn cứ đo điện áp hai chân tụ. Đo so sánh. À, nếu mà các bạn không có cái kiến thức về mic, cơ bản về mic thì các bạn cứ so sánh hai bên. Ví dụ so bên này thấy điện áp nó bé hơn bên kia thì có nghĩa là bên này hỏng. Tụ lọc thì đương nhiên nó điện áp nó khi mà lọc tốt thì điện áp nó cao hơn. Mình đang nói về điện DC nhá. Còn AC thì đôi khi tụ nó bị hỏng nên điện áp lại cao hơn đấy. Bởi vì AC là tụ là dẫn xung AC mà khi mà tụ là tốt thì nó lại dẫn xung làm cho thấp đi. Đó. Nhưng mà tụ định thiên với đất ấy. Còn những con tụ tiếp âm thì nếu mà tụ là khô thì điện áp nó sẽ giảm đi các bạn nhé. Đó, nói chung là cứ đo mà thấy cảm thấy điện áp nó thấp thì cứ thay tụ cho mình vậy thôi. Bạn so sánh ví dụ đôi này so với nhau này, cứ đối xứng sang so với nhau. Tất nhiên là có khi người ta thiết kế mạch nó không đối xứng thì chúng ta phải dò mạch để cho nó đối xứng, tìm ra những cái con đối xứng để chúng ta so sánh với nhau. Bởi vì đây là một hai cái mic nằm trong một máy cho nên là toàn bộ là mic bên này nó giống mic bên này. Còn cái nào khác nhau thì các bạn có thể thay về giống nhau được. Không sao cả. Rồi. Cuối cùng là video này cũng có được một bộ mic để gửi đến các bạn. Cái bộ mic kia mình chối quá. Không. Cái đấy mình trao đổi lại với khách. Nếu mà khách mà không gửi cái tay thứ hai lên thì thôi mình trả máy về thôi các bạn nhé. Bây giờ khi mà sửa một bộ máy như thế này, tay không lên tiếng, đầu thu không lên tiếng thì biết cái nào lỗi ở đâu, lỗi ở tay hay lỗi đầu thu. Bây giờ cắm đầu đi sửa tay thì đầu thu nó hỏng thì sao, mà cắm đầu đi sửa đầu thu tay nó hỏng thì sao. Ít nhất nó phải có một cái gì đó. Ví dụ mà
trên tay. Tất nhiên là mình sẽ phải sửa, mình sẽ có máy đo xung để mình kiểm tra xung ra trên tay nó có xung không, có xung âm thanh không. Nhưng mà nó sẽ lâu hơn rất là nhiều nếu mà chúng ta có đủ một cặp tai mic của một cái bộ mic này. Mà nói thật các bạn, thời gian của mình là nó là vàng rồi. Khách chờ từ tháng 6 bây giờ mới được sửa, thì các bạn biết bây giờ tháng 9 rồi. Thì các bạn biết là mình không vì một số khách hàng gửi mic cái kiểu như kiểu là thả gà ra cho mình đuổi ấy. Khách hàng như thế, nói thật là mình khi mà mình đã nhắn lại thông tin để bạn ấy gửi mic là mình nhắn đầy đủ này, bốn cái này, bốn mục này. Cái thứ nhất là số điện thoại của bạn không được sai một số nào. Cái thứ hai là địa chỉ của bạn không được, tức là phường xã đầy đủ, không được sót. Bởi vì khi mà mình vận chuyển về mà chỉ cần thiếu phường, thiếu quận huyện thôi là bên vận chuyển nó không cho vận chuyển. Cái thứ ba nó là hiện trạng của máy. Đó, cái đấy là cái hết sức quan trọng, hiện trạng của máy. Cái thứ tư nó là phải gửi cả bộ. Đấy, gửi cả bộ nhé. Ví dụ như micro này có thể là nếu mà nó sôi nền thì các bạn phải gửi cả nguồn. Bởi vì đôi khi cái nguồn này nó cũng sinh ra sôi, nó bị ù nền. Nhưng mà nó xảy ra ở cái nguồn biến áp thì nó xảy ra nhiều hơn là khi nó ù nền. Thì khi mà có tiếng ù nền thì phải gửi thêm nguồn. Còn các bạn không có thể không cần gửi anten. Anten thì đơn giản. Nhưng mà tay và đầu thu là các bạn phải gửi cả bộ đủ. Đừng gửi kiểu một tay ra một tay giữ ở nhà để làm cảnh ấy. Gửi làm cái, tại sao giữ ở nhà làm cái gì. Thôi rồi, mình đóng gói video ở đây rồi. Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân đã từng bước qua đây. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video sửa chữa đồ điện Dũng Ngân. Trân trọng cảm ơn các bạn.